Hôm nay thì Thu sẽ chia sẻ với mọi người một cái chủ đề, đó là vì sao chúng ta nên chọn cái sản phẩm gì hoa Nhật Tây, sản phẩm của Tây Á để mà kinh doanh. Khi mà các bạn muốn chọn một cái sản phẩm nào đó để kinh doanh á, thì trước tiên các bạn phải có những cái tiêu chí cho mình để mà lựa chọn ha. Thì các bạn có thể là tham khảo những cái tiêu chí mà Thu gợi ý sau này. Đối với cái sản phẩm mà các bạn muốn kinh doanh á, thì đó là một cái sản phẩm, thứ nhất nó phải là chất lượng nè, nó phải là đang được mà thị trường đón nhận ha. Thứ hai, đó là một cái sản phẩm phải là đầy đủ tất cả các giấy tờ kiểm định nè, nó được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hết, đúng không? Thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta mới yên tâm về nguồn gốc, về công ty, thì lúc đó chúng ta mới tự tin mà lan tỏa sản phẩm này đến tay của khách hàng được, đúng không mọi người? Và một cái yếu tố thứ ba nữa, đó là cái việc mà tỷ suất lợi nhuận nó cũng rất là quan trọng, đúng không? Khi mà mình chọn cái sản phẩm nào đó thì mình phải xem là cái tỷ suất lợi nhuận của nó như thế nào, đúng không? Nó ít nhất nó phải là 30% so với giá bán trở lên thì mình mới lựa chọn nó để mình kinh doanh ha. Rồi cái một cái điều nữa đó là cái sản phẩm của mình nó phải là bắt mắt này, nó phải là phù hợp để mà lựa chọn làm quà tặng cho các doanh nghiệp, người ta có thể lựa chọn cái sản phẩm đó để làm quà tặng hay là cho nhân viên trong những cái dịp quan trọng, thì cái sản phẩm của mình nó phải bắt mắt như vậy. Một cái tiêu chí nữa đó là cái việc mà hàng hóa đó nó phải là dễ vận chuyển này, nó phải gọn gàng ha. Tại vì khi mà một cái sản phẩm của mình đến tay khách hàng á, thì nó sẽ qua rất là nhiều khâu nha mọi người. Shipper người ta sẽ tới công ty, người ta lấy hàng, và từ cái kho hàng của mình người ta sẽ đi qua rất là nhiều trạm, không? Khi mà mình bán hàng á, thì mình sẽ bán trên khắp cả nước, thậm chí là ra nước ngoài nữa chứ không phải là ở đất nước Việt Nam mình không, nên là hàng hóa mà nó sẽ được luân chuyển qua rất là nhiều khâu. Mà nếu như mà hàng hóa nó không, nó cồng kềnh, nó khó vận chuyển á, thì cái việc mà đến tay khách hàng nó sẽ dễ bị mốc méo, và sản phẩm của mình nó không còn được nguyên vẹn như ban đầu, thì khách hàng người ta nhận một cái món hàng như vậy người ta cũng không có được hài lòng đó. Còn cái sản phẩm của mình thì nó rất là gọn gàng, rất là dễ vận chuyển, đúng không? Nó chỉ là một cái lọ như thế này, một cái bánh như thế này, người ta đã đóng hộp sẵn gửi ren rồi, và về thì mình chỉ là gói lại và mình vận chuyển tay khách hàng thôi, rất là dễ. Cái yếu tố nữa đó là cái kiến thức mà để giúp cho chúng ta kinh doanh sản phẩm này á, thì khi mà chúng ta làm cái gì đó, chúng ta kinh doanh một sản phẩm, thì nó phải cần có, lúc nào mình thay đổi công việc mới, nó sẽ một môi trường mới đi, thì nó sẽ có nhiều cái điều bỡ ngỡ, nhiều cái điều mình cần phải học hỏi thêm. Cái hệ thống bên sản phẩm Thái Á bên mình thì nó sẽ có xây dựng sẵn một cái quy trình rồi, một cái quy trình này nó đã chuẩn hóa và nó sẽ được áp dụng cho hầu hết tất cả mọi người luôn, hầu như ai vào cũng có thể là làm được, chỉ cần mình học theo quy trình và sẽ mình chỉ áp dụng thôi, thì hầu như nó sẽ đều có kết quả cho các bạn ha. Đó, và một cái yếu tố nữa đó là sản phẩm, một cái sản phẩm mà bạn chọn á, thì nó phải luôn trong cái tình trạng là có sẵn hàng, để chi, để khi mà khách hàng các bạn cần á, thì người ta sẽ không cần phải là chờ đợi lâu, đúng không? Là cái việc mà tái mua của khách hàng á, sản phẩm mà các bạn chọn đây nè, thì cái việc mà tái mua nó phải là thời gian tái mua nó phải ngắn và không quá là trong vòng 2 tháng nha. Nên là đây là một cái sản phẩm mà nó không phải theo trend, nó là một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đang được là thị trường đón nhận rất là nhiều, cái nhu cầu sử dụng nó rất là cao, nên nó rất là thích hợp để chúng ta kinh doanh nha. Cái sản phẩm Tây Á mình nó đã có thương hiệu rồi, và giờ hầu như là các doanh nghiệp lớn cũng tin tưởng và lựa chọn cái sản phẩm Tây Á làm quà tặng cho nhân viên, cho đối tác trong những cái dịp quan trọng ha. Rất là nhiều doanh nghiệp như là tập đoàn Mirigas nè, rồi bất động sản Đất Xanh, rồi Vietinbank, ngân hàng Vietinbank, Vietcombank chứ, và Vietinbank nữa. Đường sản phẩm cuối năm nó rất là rộn ràng, và bên mình thì đang cũng đang tất bật để chuẩn bị cho những cái chương trình gọi là chào những cái set quà Tết cuối năm, thì mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị những cái thiết kế, những cái mẫu, những catalog để mà cho các bạn trong hệ thống mình chạy chương trình cuối năm không mọi người. Đó, nên là đây là cái cơ hội mà mọi người nên là nắm bắt luôn nha. Mình sẽ đồng hành với Sao Phong Tây Á, với hệ thống bên Thu để mà cùng nhau lan tỏa một sản phẩm tốt này đến tay người tiêu dùng nha. Ngày 20 21 tháng 8 này thì bên Thu sẽ có một cái khóa gọi là cơ hội tìm hiểu về cái công việc là kinh doanh Sao Phong này. Thì nếu như mà các bạn quan tâm thì các bạn sẽ inbox cho Thu và Thu sẽ tặng bạn vé tham dự miễn phí nha. Và hình thức đó là qua Zoom nha mọi người. Mình sẽ cài Zoom thì Thu sẽ hướng dẫn các bạn làm thao tác các bước là cài Zoom như thế nào. Và khi mà các bạn vào thì các bạn sẽ được nghe chia sẻ cơ hội này. Và nếu như các bạn cảm thấy nó phù hợp với các bạn thì các bạn hãy nắm bắt cơ hội này và hãy làm luôn nha.